Trong tháng 8 năm 2024, các ngành chức năng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa, xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn quản lý. Lực lượng hải quan đã phối hợp chặt chẽ, Bộ đội Biên phòng trong việc kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu theo đúng kế hoạch phối hợp đã ký kết. Bên cạnh đó, công tác giám sát và kiểm soát tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải qua các cửa khẩu được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an ninh trật tự. Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật xuất tỉnh. Kết quả đã kiểm dịch 211 con trâu bò, 133.093 con heo, 651.226 con gia cầm thịt, hơn 1.342.000 con gia cầm giống, 262 tấn thịt trâu bò và 265 tấn thịt gia cầm. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong kiểm soát xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh nhằm bảo vệ an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.